Dạ con xin được tiếp video ạ. À, con xin giới thiệu đây là mẫu lư trầm bên con đây ạ. Lư trầm bên con chiếc này là cao 24 cm, màu giả cổ ạ. À, còn đây là chiếc 14 cm ạ. Những chiếc này là 14 cm đây ạ. À, màu giả cổ bên này và màu vàng bên này. À, hình ảnh con quay ở bên trong và bên ngoài giống y hệt nhau đấy ạ. Những chiếc lư rất là đẹp và sắc nét đẹp. Những mẫu này thì con cũng quay rất là nhiều lần rồi. Con xin giới thiệu đây là bộ tượng Thánh Giuse và Đức Mẹ đấy ạ. Tượng Thánh Giuse và Đức Mẹ này cao 40 cm ạ. Mẫu cao 40 cm thì được quý vị lựa chọn bên con rất là nhiều vì hợp với bàn thờ ấy ạ. Bàn thờ Thiên Chúa thì mẫu 40 cm được các gia đình dùng vừa vừa ấy ạ, là vừa khéo luôn ạ. Còn những gia đình mà làm bàn thờ Thiên Chúa to thì là mẫu 50 ạ. Mẫu 30 với 40 thì bên con được quý vị lựa chọn rất là nhiều ạ. Quý vị có nhu cầu mua tất cả các cái sản phẩm đồ thờ bên con thì cứ alo cho con theo số điện thoại là 0975 137326 ạ. Con xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở video tiếp theo ạ.